Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình sẽ tô màu sản phẩm gấu túi xinh nha. Các bạn cùng chào đón xem này. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm gấu bông này các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn nha. Mình sẽ tô màu sản phẩm khủng long. Như vậy là sản phẩm khủng long của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sản phẩm gấu túi xinh của mình cũng đã hoàn thành. Các bạn ơi, hãy xem và chiêm ngưỡng sản phẩm này của mình nha. Mình xin chào tất cả các bạn. Và đây là sản phẩm gấu bông của mình nha. Mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm cá bắc cực các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm chú chó cute các bạn ạ.
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm đàn phiến gỗ. Như vậy là sản phẩm chú cho cute của mình đến đây là kết thúc nha. Mình xin chào tất cả các bạn. Còn đây là sản phẩm cá bạc cực của mình cũng đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sản phẩm đàn phiến gỗ của mình cũng đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn.